Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh của mình là Leo War Robot. Và ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với chuyên mục đó là setup và vũ khí. Mình lồng vào chuyên mục đó là lối chơi đặc dị luôn. Tại vì hiện tại thì cái combo này nó không xuất hiện ở chiến trường nữa rồi. Đấy, thì mấy hôm nay mấy video của mình thì cũng có một bạn á là cũng chăm comment lắm, nhưng mà bạn comment là anh chơi xe đáp đi anh, hai ba video rồi. Thì ok, nếu như bạn muốn xem mình xài xe đáp thì ngày hôm nay mình sẽ làm về xe đáp cho bạn xem nha. Đó, thì chuyên mục setup ngày hôm nay chính là nhân vật chính là xe đáp Prisma. Thì hiện tại là Prisma nó đã bị giảm đam 25%, nhưng mà nó cộng thêm lượng đạn 10 10 10, tức là băng đạn của nó đợt trước là 40 thôi, thì đợt này nó đã tăng thêm nó là 10 phần 10 nữa, là tổng cộng băng đạn là 50. Thì băng đạn thì anh em có thể hiểu đó là Prisma nó sẽ bắn lâu hết đạn hơn, kiểu giống vậy đấy. Đấy, nhưng mà đây là một loại súng bắn về vừa bắn vừa nạp đạn, cho nên là anh em tích đầy đạn á, thì anh em bắn sẽ được lâu hơn đấy, kiểu như vậy đó. Thì nó bị nép đam nhưng mà nó lại cộng thêm băng đạn thì mình nghĩ nó cũng bù qua sức lại thôi. Ok không nè đó. Thì về xe ráp á, thì nó đã bị nép tầm 1 2 tháng trước rồi, nhưng mà mình cảm thấy nó vẫn còn rất là mạnh khi mà kỹ năng của nó gây đam rất là ghê nha. Kỹ năng của nó gây đam đa mục tiêu đó anh em ạ, tối đa 6 người, cho nên là anh em có thể dồn thẳng vào đám đông hoặc là dồn vào Titan gì nó cũng ok cả. Đấy, thì ngày hôm nay mình đem đến đó chính là xe đáp Prisma tầm xa nha. Nói chung là mình sẽ chơi cái combo này. Đấy, combo hoàn toàn nó bị nép rồi nhưng mà vẫn ok nè, vẫn xài được. Đấy, về module thì mình sử dụng đó là 1NA và 2RA, bởi vì trên thực tế thì con xe đáp nó cũng không cần IA đâu, tại vì khi bay nó tốc độ bay của nó tương đối là cao, thì mình sử dụng con tay lái Victoria B rồi. Đấy, về tay lái đó chính là Victoria B, nhưng mà kỹ năng thì nó cũng chưa phải là quá là mạnh đâu, nhưng mà mình sẽ đứng từ xa mình rẽ đấy. Kỹ năng mình chú trọng vào độ bền nè, sát thương khả năng tăng cường đấy. Về một vài cái skill nữa là mình cộng vào sửa chữa độ bền tối đa để vừa bay vừa sửa chữa cũng được, nói chung là tăng khả năng sửa chữa của con xe đáp này thôi. Đấy, về drone mình sử dụng đó là ba rally shield, để khi mà Prisma nó bắn đủ đạn thì nó sẽ tích đam, nó tích hiệu ứng choáng này. Ok không em? Đó, đây chính là sơ lược về con xe đáp này. Ấy, còn cái thứ hai chính là dạo gần đây mình chơi game mình rất là gặp, mình gặp thường xuyên những thanh niên, tại vì map Yamato nó quay lại á, cho nên là những thanh niên nó chơi game kiểu như là đứng xa tỉa thôi, nó không thèm giành cột mốc này mà. Đấy, cho nên ngày hôm nay mình đem tới cái combo này, mình sẽ chơi theo kiểu tụi nó, và tụi nó biết thế nào là ức chế này mà. Đấy, tụi mày không giành thì tao cũng không giành luôn, chứ bây giờ mà tụi nó không giành thì mình cứ giành thì nó cứ lợi dụng vào cái sức lao động của mình không à. Đấy, chơi vậy thì không ổn đó. Ok không em? Rồi, chúng ta cùng nhìn lại con xe đáp này trước khi mình đưa nó ra chiến trường nha. Đấy rồi, vào gameplay thôi, let's go. Thì mình muốn cho anh em biết một cái này, đó là hiện tại thì biết nó đang tặng mỗi ngày một món đồ đây anh em à. Hiện tại thì Minos Squad Minos bình thường bản ấn bản nó đã về với xưởng của anh em, nó nằm ở trong phần lá thư ở cuối góc bên phải màn hình. Ngày đầu tiên thì anh em sẽ nhận được một con Os Minos và một cái xu đồng đấy. Thì ngày thứ hai anh em cũng là ngày 8 tháng 7, nói chung là anh em điểm danh từ ngày 7 tháng 7 tới ngày 13 tháng 7 thì anh em có thể nhận được tất cả những phần quà này. Đấy, nói chung là anh em có theo dõi World Boss thì anh em thấy nhiều kênh nó cũng đã làm rồi, cho nên là mình cũng chỉ muốn để cho anh em biết nhiều hơn thôi. Đấy, thì nó yêu cầu là anh em phải đăng nhập mỗi ngày nha. Mình cũng không biết là nếu như anh em không đăng nhập thì có nhận được hay không, nhưng mà anh em cố gắng đăng nhập mỗi ngày để mà nhận nha. Thì cái ngày cuối cùng đó là xu xu đồng, xu bạc với xu vàng đó, thì đối với những anh em cài thì nó cũng khá là ngon đấy, cho nên là anh em cố gắng đăng nhập đủ các ngày nha. Ok không em? Rồi, thì đó là phần thông tin cơ bản rồi, còn tiếp theo đó là phần gameplay. Hôm nay mình sẽ cầm nó là xe đáp Prisma nha nè. Đấy, quay lại với phần gameplay, chúng ta có một xe đáp. Thì hiện tại mình cũng khá là thích con robot này, khi mà tạo hình của nó cũng tương đối giống như là Gundam này mà. Đấy, nhất là khi bay này, đấy anh em thấy hiệu ứng khi bay quá là đã luôn này. Đôi cánh khổng lồ này, nẹt điện cái kiểu này đấy. Không lành, mình sẽ đứng từ cao rẻ nha. Nói chung là ở xung quanh chiến là giật này thì mình sẽ cố gắng bắn cho nó ok hơn xíu, tại vì đấy. Ui, dạo này Ron Mid xuất hiện khá là nhiều nha anh em, cho nên là nếu như anh em cầm Prisma thì anh em ít nhất là anh em phải đem mắt, mình nghĩ là vậy. Tại vì Ron Mid bây giờ nó tích hợp trên nhiều con tăng lắm, thậm chí những con máu giấy nó cũng đang xài Ron Mid nữa, nên là nó rất là khó chịu đấy. Nào 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 nào, ai đó bước ra đây cho tôi bắn với xem nào.
Ấy mình sẽ đứng sau rẻ nha, mình không lao lên đâu. Bởi vì như mình đã nói ở đầu video là mình sẽ không giành cột phụ mấy thằng này đâu. Ấy, đợt trước thì mình đi giành cột cũng đâu có ai phụ mình. Đấy, lắm anh em à. Một kêu ngon lành. Đấy, tiếp. Thằng này nhảy bước ra đây. Ấy, hiện tại thì lợi thế đang là ba cột bên mình, nhưng mà mình thấy cái thế trận này nó cũng ổn này mà. Tại vì kiểu nào bên kia mình nhận thấy rất là nhiều thanh niên người Trung Quốc, kiểu nào thì họ cũng xuất hiện rút. Đấy. Ồ, rồi xong, mấy thanh niên kia họ báo bay lên rồi, bây giờ mất cái trụ này là cái chắc. Ây á, kêu đi kia. Đau, mình vai lên mình chơi nó thôi. Đuổi nó được, đuổi nó mệt lắm. Đẩy, đúng rồi, ui dồi ôi. Đau rồi, con rồi. Lụm nó không ta. Ờ, không lệnh được, trời ơi. Một rồi, chưa rồi, không sao anh em, vẫn còn chơi được. Mình sẽ đợi nạp đầy đạn một tí rồi mình mới bắn nha. Tại vì anh em mà bắn liên tục thì nó nạp đạn không đủ để anh em bắn đâu. Đấy, chạy, ui, một cặp. Không sao nè, mình không bắn được. Đấy, mình đã nạp đầy cái module NA rồi, ý RA rồi, cho nên mình cũng tưởng nói là trâu đấy. Đấy, cũng rất là khó để giết mình. Một cặp nó chờ nó ám sát đây. Rồi, lui, mình sẽ giữ khoảng cách với mấy thằng này, tại vì nó thằng bia nó bắn rất là đau cho nè. Bia theo tốc độ bắn này thì nghĩ là nó đang chạy phải láo của tôi nè. Nếu mà một cặp, ra con một cặp đó mình nghĩ là nó tiêu rồi. Bây giờ nó có dịch chuyển cái chỗ mình, nó hồi kêu đủ rồi. Hơn nữa mình có mô đun hồi máu rồi, cho nên là cũng ok hết. Mấy anh em này giữ trụ, ui trời ơi. Nó lại bắn mình nữa. Đấy. Dạ. Để. ba thằng kia mà nó hơi phái nước ở dưới hôm nay mà phải có một cặp kia, bò cặp kia rồi thôi, để tôi mình thử nó luôn cho đọc thử hay nhậm tiền đấy mà làm mất kia nó rồi. Đấy, mình sẽ đợi kỹ năng hồi rồi mình mới lao lên nha. Hiện tại bây giờ thì mình rất là mỏng. Đấy, còn 150.000 máu thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ bay lên. Ừ, đúng rồi đây mà bắn như vậy nó mới được nè. Đấy, ui lẫm ngon lạnh anh em ạ. Giết con carry bia đó rồi là ngon lạnh này. Đúng rồi, thanh niên cho đó nó nhảy ra kìa. Con bên kia là Ares kìa. Dạ. Rồi thằng kia rớt giật luôn rồi. Rồi thằng sao vậy thôi. Ê, mày bước ra. Ừ, lẫm ngon lạnh. Đấy, bước ra thì anh ca ếch thôi chứ đợi trời. Đấy. Ui. Dạ. Đau. Té. Ui. Bên mình nó đang có máy bay các bạn qua đây mà, cho nên là nó hơi ồn tí đấy. Mà anh em bỏ qua cái âm thanh này nha, nói chung là anh em dặn nhỏ lum lại thôi, nó cũng hơi lớn ấy. Đấy, nãy giờ ăn được mấy mạng rồi chứ bộ. Ấy, ca ếch gì cũng ghê đấy chứ đâu đùa được. Nhất là bộ tiết ma này mình bắn cảm thấy nó bắn nó cũng rất là sướng nha anh em, vì hiện tại Almin bay lên trời rất là nhiều đấy. Đấy, tình hình là sau ngày hôm qua thì Osminos nó sẽ xuất hiện trên chiến trường rất là nhiều, cho nên là em gặp mà nói thì cũng cẩn thận tí là được. Ừ, ngon anh em ạ, lắm tiền. Đấy, anh em thấy kỹ năng của con Seraph này không? Nó không phải là yếu đâu. Đấy, giống là khi mình đang cầm tàu Paladin thì mình bắn thoải mái thôi. Mình sẽ hồi lượng máu xám nếu như mình giữ khoảng cách. Đấy, đây như là một cái lối chơi cũng khá là ok với lại con Seraph này. Đấy, gặp mà sát thủ nó ám sát này thì anh em cứ bay lên thôi. Đấy, bay lên tăng tốc độ di chuyển và chạy thôi chứ đâu có sợ gì đúng không? Đấy, bắn. Hiện tại trước tháng mình là MK2 nha, nhưng mà hiện tại đam của nó chỉ còn có 9.000 mấy thôi, thì mới vừa qua đợt nét hôm qua nó chỉ giảm 25% đam nha, nhưng mà lượng đạn thì cũng còn tương đối là nhiều ấy, cũng khá là ok đủ chơi. Dạ, thì nếu như mình đang chơi con xe đáp trước hai này thì trước tiên anh em bước vào trận này phải kiểm tra xem mình chưa có reset hay không nha. Nếu như mà có thì anh em hạn chế bài thôi, tại vì anh em bay lên là con reset nó tỉa một cái là lên bàn thờ ngay đấy, nguy hiểm lắm ấy. Điểm lụm được cái này mà ngon lạnh liền, nãy giờ đang lấy chiều đó. Nào, chúng chơi là lại đây. Ui, không còn, không ăn được. Ơ, trời ơi, cái trụ bên này. Hình như không ổn rồi này mà. Mình cảm thấy cái trận này nó như thế nào ấy. Nó cứ sao sao ấy. Như mấy thanh niên này nó dành cột thì hay, nhưng mà nó giữ cột, không ổn thế nào. Mình không lao vô cái cột bên nào, mình đứng sao mình tỉa lên, chừng nào xe đáp nó chết đi rồi. Đấy, cho tụi nó muốn làm thì làm. À, hình như nó muốn bắn mình thì phải. Biết ngay mà, biết nào cái đòn bắn tao đúng không? Mày bắn ai? Bắn ai nè? Đấy, mày bắn ai? Như bên kia gọi Titan rất là nhiều đó anh em ạ. Nhưng mà hiện tại thì team mình nó không gọi Titan, không biết tại sao nữa.
kiểu này thì em ui rồi rồi thôi xong rồi, xong rồi. Mình cứ nấp dần thì ra còn một miếng máu mình nữa là cảm tử pha này để gọi titan thôi, nghĩ là nên rồi đấy, nghĩ là pha này mình sẽ gọi titan thôi, đợi trời thôi để lao lên ngã thơ này liệu luôn em ạ. Giờ thì đi nó lao lên nó dặn cậu là ủa mình nhớ con ngã thơ nó bể kia rồi mà sao tới giờ vẫn còn ui còn nhiêu đây máu mà vẫn còn à rồi dễ rồi bạn rồi thôi mình gọi titan mình chơi thôi. Thì hiện tại súng bong bóng nó cũng đang nhét rồi nha anh em, mình cũng không biết là đam của nó còn được bao nhiêu nữa nên là cứ chơi thôi để thử thấy bắn bể gì nha. Nha nha pha này cần ba không biết có nổi không ta, hình như là không nổi, mình nghĩ là không nổi rồi pha này. Nha thêm con quỷ leader dưới mình nó bắn mình ừ lụm một thằng không biết mình có lụm được thằng thơ được không, để kia nè chết nè ừ hay anh em ạ. Dạ. Ơ, làm sao giành được cái trụ này ta? Dạ, tụi nó đội đi quá trời rồi. Ổn rồi, chết tôi rồi, pha này gãy rồi. Dạ, ở đâu nó có mù vậy ta? Thằng nào nó có mù vậy ta? Thằng nào nghe nó có mù. Rồi, biết ngay mà. Không đánh nổi này mà. Lúc mà mình đi á, thì đồng đội mấy thằng đồng đội nó chống không nổi, nó giữ trụ không nổi này mà. Đấy, nó chết sạch hết trơn rồi. Đây chính là lý do khi mà nó chỉ ham được gọi robot mà nó không gọi titan sớm ấy. Mình chỉ gọi titan sớm dằn lại thế lại rồi. Dạ và nó gãy chắc luôn. Xong đây pha này cũng không thắng nổi rồi, thấy nó dằn lại hết mấy con rồi, bây giờ thì mình nó không gỡ được nữa, ít nhất mình cũng ăn được mấy chiêu là ngon rồi. Thế bây giờ nhà banh hết rồi còn gì đâu mà chơi đúng không, nghĩ là pha này cũng không ổn đâu. Đấy. Dạ nó qua tới cái nhà luôn rồi, chơi gì nữa chơi. Ơi ơi coi ra coi ra tăng cơ theo Reven không yên mù rồi quá dữ. Thôi mình nghĩ là trận này qua mình sẽ làm trận mới nha nè, đợi cho hết thời gian thôi. Rồi ok thấy em ở đây thôi, ra coi được top mấy nè. Em nào ui top 1 luôn này, ui bắn vậy mà được 9 kill này mà và thấy thật sự. Đấy, tiếp theo mình sẽ chơi thêm một trận đó là trận thứ hai nha. Trận này thì một cái map khu công nghiệp, map khá là quen của mình. Đấy, mới vô bài lên luôn cho thể hiện khả năng tự tin nào. Đấy, nhưng mà chả bắn được ai cả. Ui thằng kia nó chạy lẹ thế nhờ. Ui mày bài lẹ thế. Thằng leader à. Dạo này rất là nhiều leader anh em, leader nó đang quay trở lại chiến trường đấy, sau khi Angela nó không còn súng đang đuổi nữa cho nên là mấy con leader nó đang rất là lộng hành nha. Mặc dù nó bị nép nhưng mà mình cảm thấy nó nép cũng không có quá là chuẩn đâu. À rồi nó bay rồi, mình sẽ qua mình tham chiến ở bên này coi, bên này đông quá nha, bên này có gì đó mà đông thế, cho em qua chơi với. Ui lắm bên em mà ngon lạnh hai kêu luôn, phê thật sự em mà. Ui cái gì vậy? Dạ, rồi bắn lén em ạ. Thôi pha này gãy rồi em ạ. Dạ. Ở đâu vậy? Ở đâu xuất hiện vậy trời? Dạ. Thôi gãy rồi. Được, mày thích chơi kiểu đó thì tao chơi kiểu đó với mày á. Mày thích chọc đúng không? Mày thích chọc cái gì? Mày lại đây. Mày thích chọc cái gì? Tao chơi chọc với mày đây nè. Coi nào chết trước nha. Đấy, hồi máu cũng ghê đó nha. Được. Chọn đi. Anh cũng có chọc nè. Em chọn đi. Đấy, chọn đi, mày chọn nó đi. Mày chọc lén tao mà. Nãy mày chọc lén tao mà, hả? À, chọc đi. Sao? Chọc nữa đi. Trong lúc nó đang nhây ở cái trụ này thì đồng đội mình nó đang đi lượm mấy cái trụ khác lên đây mà. Được thôi, mình sẽ lao qua cái trụ này mình chơi. Đợi trời nữa, không đợi trời nữa. Đấy. Ui, thay phần ha. Chào bạn. Tôi có xiên khiên nè bạn ơi. Bạn bán đi, ừ. Bạn chạy nè, ừ, thay phần loa luôn chứ. Loa nó không chơi được chứ, cái súng móc câu này đâu nè, tại vì cái khiên vàng mình tạo liên tục. Đấy, nó bắn, nó, nhất là khi mà khẩu loa nó gần hết đạn, nó nạp đạn lâu á. Nó vừa nạp, nó vừa bắn thì không thể nào mà nó phá nổi cái khiên của mình em ạ. Đấy, vừa đúng lúc nó nạp thì cái khiên mình nó hội miếng, đó, thấy không. Bây giờ lúc nó có chạy thôi chứ mình không có đường nào mà con tao hết trơn. Đấy, còn trong lúc đó thì mình xiên khiên đó em ạ. Nó quyết tâm ăn được cái thằng này à. Được thôi, tôi tới với bạn đây. Nè, bắn tao nè.
Ấy, lụm tiền, sao, thằng nào nữa bước ra đây luôn, anh chơi hết, anh chơi tất. Kìa, mạng, chuối. Ơ, trời ơi, à, đây, chuối đây, mát nè. Đấy, chọc nó thôi này mà. Lụm tiền, ngon lành. Đồ mình nghĩ là game mình win rồi em mà, mình chỉ cần mình đứng thủ cái trụ này thôi. Đây. Ừ, hay, được, game này win rồi anh em ạ. Rồi, lụm tiền anh em, không cần phải đợi trời nữa. Nói chung là game này nó cũng tương đối là ngắn thôi. Đấy, bây giờ mình đi vòng thôi, đợi win thôi. Chứ cái cột, tôi nói đâu có dằn lại được nổi nữa. Rồi, game win anh em ạ, ngon lành. Nói chung là game ngày hôm nay thì mình test setup nó lên vài thận thế thôi. Đấy, nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe nha. Nói chung là mình cũng được gần 1.000 rồi. Đấy, anh em hãy hỗ trợ mình tí xem nào. Đó, ok. U top 5. Rồi, thì clip mình tới đây kết thúc nha. Hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo.